và xin mời Vinh Hiển với nhạc phẩm Tôi đi giữa hoàng hôn. Xin quý vị cho Vinh Hiển một tràng pháo tay. Vinh Hiển xin cảm ơn MC Hạnh Thảo. Sau đây sẽ là nhạc phẩm Tôi đi giữa hoàng hôn của nhạc sĩ Văn Phụng. Mời quý vị lắng nghe. Sài Gòn nhớ.